Cá quá trời luôn anh chị. Ở đây cá cũng ngập móng quá trời luôn. Cái này là cái kênh nha anh chị, cũng là cái kênh lớn luôn. Đó anh chị thấy ha, xung quanh thì nhà cửa người ta cũng khá là đông luôn. Tại vì đường mình là đường huyện lộ. Anh chị nào mà cần tìm đất cất nhà ở hoặc kinh doanh mua bán đồ là cái vị trí này nó quá là đẹp cho anh chị mình luôn. Dạ em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay em về xã Long Định của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tên mặt tiền đường huyện lộ 33, đường nhựa nha anh chị. Có cái cảnh view kinh này luôn nè. Để quay giới thiệu cho anh chị mình một cái mảnh đất mà chủ sẽ cắt ra bán cho mình. Ngang 15m nha anh chị, sâu vào hết đất là khoảng 32m, tổng diện tích ước tính tầm khoảng 480m². Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí, con đường và hướng đi cho anh chị mình tiện tham khảo luôn. Hướng trên màn hình anh chị đang nhìn đây, đây là đường huyện lộ 33, đường nhựa nha anh chị. Đường này xe ô tô tải bự chạy được luôn á. Để quay giới thiệu cho anh chị mình một mảnh đất mà chủ cắt ra, ngang là 15m nha anh chị, và chiều sâu hết đất ước tính khoảng 32m, tổng diện tích là khoảng 480m². Và hướng trên màn hình anh chị đang nhìn, đây là hướng đi thông ra quốc lộ 1A. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà ra tới quốc lộ 1A thì đâu đó tầm khoảng 2km nha anh chị. Ra đó anh chị rẽ về một hướng là về ủy ban dân xã Long Định, một hướng là chạy về trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Và ra ngay cái vị trí đầu đường là mình có một cái chợ người ta gọi là chợ Huệ. Đó, ngay đó là để cho người ta buôn bán, cái chợ đó chuyên buôn bán buổi sáng rồi nha anh chị. Nó bán đầu tới 9 giờ 9 mấy là ngưng bán. Còn cái hướng ngược lại nè, hướng này là anh chị đi thông về đường huyện lộ 38. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà vô tới huyện lộ 38 thì đâu đó dọn dẹn tầm khoảng 1,2km nha anh chị. Vô đó anh chị rẽ về ngay một hướng là về dòng xoay của Thân Cửu Nghĩa. Về dòng xoay của Thân Cửu Nghĩa là về hướng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương anh chị rẽ xuống á. Và cái mảnh này nó rất là đẹp luôn nha anh chị. Cái mảnh đất của mình đây rất là đẹp luôn. Chính chủ cắt ra bán, chưa qua đầu tư, mà đất mình lợi cao gáo nữa. Phía trước mình là mình được hưởng cái phần này nè. Phần tông sổ là bên đây nha anh chị. Phần này không có tông sổ mình, nhưng mà phần này của nhà nước. Nhưng mà do phía trước của mình á thì mình được sở hữu. Chẳng hạn như mấy cái dừa này nè là mình được bẻ trái nha anh chị. Đây mấy cái dừa này nè cũng đang cho trái luôn. Xả đây nè mình cũng trồng. Đó tái nè, cái này là mình được bẻ. Anh chị có view kinh là vấn đề thoát nước là anh chị mình an tâm rồi. Thành ra cái mảnh này phù hợp cho anh chị về để cất nhà, vừa ở vừa buôn bán kinh doanh gì cũng được nha anh chị. Tính từ ngay mí đó nha anh chị, mà đo dài múc tới đằng kia luôn, 1, 2, 3, 4, 5, tới cái trụ thứ 6 anh chị là 15m mặt tiền. Nó và chiều sâu cạnh bên đây đi sâu vào 32m. Cạnh bên đây thì nó cũng hơi ngắn hơn chút, nhưng mà không biết nhiêu. Nhưng mà cái này do sổ chủ người ta cắt ra bán mà, thành ra cái đó cắt ra thì mới biết. Còn diện tích ước tính tầm khoảng, nói chung là khoảng 400 450 tới 480 anh chị. Đó, và đây là em xây dựng hướng mặt tiền của đất mình luôn nè. Mặt tiền của đất mình thì xây dựng hướng đông, cho cô chú anh chị nào mà hợp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn nha. Còn tính từ ngay cái vị trí đất mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thời gian đi tầm khoảng 18 phút, khoảng cách là 11km. Còn anh chị nào mà ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1:03, khoảng cách là 61km. Còn anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Mà anh chị về tới ngay vị trí em đang đứng đây, thời gian đi là 1:27, khoảng cách là 63km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi bây giờ em sẽ di chuyển vào trong cái mảnh đất mình cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể bên trong luôn. Đó, đường mình là xe 9 chỗ luôn nha anh chị. Xe tải bự chạy luôn, hai xe bự tánh nhau được luôn, rất là rộng. Phái nhất là cái vị trí này nè. Đó, anh chị về có thể là cán ở đây ha. Rồi anh chị mở quán cà phê hay buôn bán tạp hóa bên đây gì được. Phía trước mình bán thêm cà phê cũng được anh chị. Tại cái vị trí mình nó khá là đẹp luôn. Mảnh đất mình đây nha anh chị, cao gáo luôn. Và bây giờ để em sẽ đi vòng bên trong cái nhà, sau đó em sẽ mới bước vào bên trong được.
cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể luôn. Em cho quay miếng của em nữa kìa. Nhà đó đó hả? Em bây giờ sẽ di chuyển vào bên trong. Đi đường này hả chị? Đi đường này em đi thẳng luôn. Dạ. Có chó giữ gì ngoài sao không? Không, không có chó. Dạ dạ. Đây, em phải đi vòng qua bên đây mới vào được nha. Phía sau mình có nhà ở luôn, mà có tấm tường che lại rồi. Phần bên đây nha anh chị, nhìn nè, đất, mặt bằng, hết luôn. Thành ra cái miếng này á, mà hiện tại á, chủ đang gửi cho nhà đất Minh xem Tiền Giang bán. Ngang là 15, sâu vào hết đất. Làm nhìn tên sổ, cái cạnh bên đó là 32m nha anh chị. Còn cạnh bên đây nó ngắn hơn đâu đó khoảng 31 à. Nhưng mà em tính là 32 đi, cho anh chị mình dễ hiểu. Tức là diện tích ước tính á, đâu đó tầm khoảng 480m2, cây lâu năm, chưa có thổ cư. Hiện tại chủ gửi em bán giá là 1.500.000.000 nha anh chị. Tính ra đường quyện lộ mà 100 triệu 1m nghe. Em thấy nó cũng rất phù hợp luôn. Tại chiều sâu mình 32m mà, cạnh 31, cạnh 32 đi. Nó còn ở đây thì vấn đề thoát nước anh chị mình an tâm rồi. Thì mình phan qua bên kia cái mình thoát nước qua, rất tuyệt vời cho cái vị trí này luôn. Lại có điện thoại nữa anh chị, thành ra em phải nghe cái điện thoại, cho nên vì em cắt cái đoạn đó nha anh chị. Đây, đây mình có hàng rào đó bên ta, nhưng mà mình được hưởng ké là bên đây. Ở đây thì mình cũng vẫn có ken tái nha anh chị. Rồi thành ra cái mảnh này á, thì mình phía trước mình đường nhựa view kinh luôn. Thì mình kêu thợ người ta phan qua bên kia là mình có đường thoát nước ra bình thường. Cái đó để em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình cho. Mà đất mình thì có thổ cư nha anh chị, nhưng mà chủ để lại thổ cư bên nhà của chủ rồi. Thành ra chủ bán bên đây là cây lâu năm. Rồi thành ra anh chị nào có quan tâm thì cứ alo cho em đi. Hoặc sau này anh chị muốn về lên thổ cư thì bên nhà đất Minh Xem Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị mình vấn đề lên thổ cư luôn. Là để mình cất nhà, rồi mình buôn bán kinh doanh gì cũng được nha anh chị. Đây có mít nữa nè. Ở cái phần bán ra tới phía sau luôn là hoàn toàn đất thịt của chính chủ cắt ra bán, chưa qua đầu tư. Giá 1.5 tỷ cho đường nhựa, đường nhựa mà có tên quyện lộ luôn. Thành ra vấn đề đó thì anh chị mình an tâm. Đó, mình tới cái ranh giới ngoài này nha anh chị. Bên đây có cái tấm tường, bên kia người ta đã xây rồi. Đây ha. À, bên đó nhà ta. Còn phần đất mình hay bán bên đây. Nếu như chị nào thấy phù hợp, bên đó có cái nhà màu của bên chủ cũng cắt rồi nữa, mình sợ mình xây tường qua luôn. Mà diện tích chiều sâu mình dày, giá mình cắt nhà hết luôn á chứ. Tự ngoài dài vô đây, mình xây cái tường đứng lên cái bình thường. Mà đường quyện lộ nữa, quyện lộ mà giá này á là đang giá ngợp nha anh chị. Mà chủ cũng có nói luôn rồi, giá này không có thương lượng nha anh chị. Nó chủ chỉ cắt bao giấy tờ cho anh chị mình sang tên của mình thôi. Ngang là 15, sâu vào hết đất á. Chứ chủ không bớt nữa. Tại vì đường này người ta kêu tới 120 triệu 1 mét ngang lận. Có người thì kêu 130. Nhưng mà chủ này nói chung là cần bán gấp. Thành ra kêu một cái giá rất là vừa để bán luôn, chứ không phải kêu để cho anh chị mình tả giá. Thành ra chủ kêu 15 mét mặt tiền, giá là 1.5 tỷ. Thì em tính ra có 100 triệu 1 mét ngang à. Mà chiều sâu mình được 32m nữa. Mà đất mình lại cao ráo nữa, mặt bằng có sẵn rồi. Vì anh chị mình chỉ cuốn nền lên là anh chị xây nhà ở thôi, chứ không còn phải bơm cát hay là gì nữa hết. Rồi thành ra mảnh này anh chị nào mà cần tìm cái vị trí đường nhựa để cất nhà ở thì anh chị cứ liên hệ cho em đi. Theo số điện thoại là 0395454645. Rồi em sẽ dẫn anh chị mình đến xem. Được thì anh chị mình mua cái mảnh này về cất nhà ở rất là tuyệt vời. Phía đó cắt ra bên đây mình 15m ha, thì mình được hưởng phía bên sông Bình Kinh đó, cũng 15m luôn đó. Nhưng mà bên đó không có sổ nha anh chị, thì do phía trước của mình đó là mình hưởng thôi. Nó từ ngay cái mí đó mà đi dài bên kia 15m coi vậy chứ rộng lắm nha anh chị. Nguyên cái mặt bằng này anh chị thấy đó, đó khó tìm ra cái vị trí mặt bằng. Hay nè, đường này sung ghê anh chị, xe qua lại rất là tấp nập luôn. Nãy giờ em quay có 10 phút à mà tấp nập luôn. Rồi thì em lên nhanh clip này cho anh chị mình xem. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp vị trí, địa chỉ là xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, tên đường quyện lộ 33 này nè. Chủ có gửi em bán
ngang là 15 mét mặt tiền, chủ cắt ra nha anh chị. Và chiều sâu mình hết đất là khoảng 32 mét. Vượt diện tích ước tính tầm khoảng 480 mét vuông. Đó, cây lâu năm, chưa có thổ cư. Có thổ cư mà chủ chừa bên nhà chủ à. Thành ra chủ bán giá là 1 tỷ 500 triệu. Anh chị nào quan tâm cứ liên hệ cho em. Hoặc kết bạn Zalo với em á, theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi sổ hình ảnh thử đất cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể luôn. Đó ha. Còn vị trí nào còn bằng cái vị trí đường nhựa này anh chị. Rồi đến đây thì em cũng xin cảm ơn chị mình đã xem hết video của em. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp thì cứ alo. Còn bây giờ em cũng xin chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.